Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Phước vừa lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật là hơn 16 tấn thịt gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ để tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút trưa mùng 9 tháng 1, Cục Quản lý Thị trường Bình Phước phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Phước tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 51D24098 do ông Nguyễn Trung Kiên điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 1.920 kg thịt gia cầm đông lạnh, gà, vịt không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bốc mùi ôi thiêu. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng đông lạnh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ nghệ Lưu Nguyễn tại phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, phát hiện 14.420 kg thịt gia cầm, gà, vịt đông lạnh trong các container không có giấy tờ xuất xứ. Hiện vụ việc đang được củng cố hồ sơ để xử lý. Sáng 12 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông đưa vụ án Trịnh Sướng và 38 bị cáo sản xuất, mua bán hàng giả ra xét xử sơ thẩm. Phiên tòa đã phải hoãn vì vắng mặt 3 bị cáo. Sau khi thảo luận, hội đồng xét xử cho rằng đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo liên quan đến nhau nên việc vắng của 3 người trên sẽ ảnh hưởng đến phiên tòa. Do đó, hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa. Phiên tòa sẽ diễn ra sau Tết Tân Sửu 2021. Theo cáo trạng, vụ án có 3 nhóm tội phạm với 39 bị cáo bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông truy tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Bị cáo thu lời bất chính nhiều nhất là Trịnh Sướng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Hưng, Sóc Trăng với số tiền 102 tỷ đồng. Tổng số xăng giả được phát hiện trong vụ án là 3,5 triệu lít. Thưa quý vị, Công an thành phố Vinh, Nghệ An vừa phá thành công chuyên án bắt nhóm đối tượng trộm ô tô chuyên nghiệp tại địa phương này. Trước đó, vào ngày 1 tháng 1 năm 2021, Công an thành phố Vinh nhận được tin báo của người dân trên địa bàn về việc bị mất trộm một chiếc xe ô tô nhãn hiệu Kia Cerato, biển kiểm soát 37A30098. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Vinh đã tổ chức điều tra, truy xét thủ phạm. Đến ngày 5 tháng 1, cơ quan công an đã xác định và bắt được đối tượng trực tiếp gây ra vụ trộm là Phạm Đình Duy, sinh năm 1986, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Sau đó, lực lượng chức năng tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng Phạm Bảo Hoàng, sinh năm 2000, trú tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Vũ Khắc Lợi, sinh năm 1982, trú tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ và Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1992, trú tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đặc biệt, bản thân Phạm Đình Duy là con nghiện, đã có 4 tiền án, trong đó 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích và 1 tiền án về tội đánh bạc. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, thông qua hộp thư đường dây nóng của chương trình, chúng tôi nhận được phản ánh của người dân sinh sống tại xóm Kênh, Nguyên Xá, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, phản ánh về thực trạng chợ dân sinh trên địa bàn. Hiện nay có chợ nhiều kiosk, có chợ thì bỏ không hoặc chưa hoạt động. Khu vực trên địa bàn trong bán kính vài km đã có đến 4 khu chợ cả đầu mối và chợ dân sinh. Thế nhưng, quận Bắc Từ Liêm vẫn lập dự án xây thêm chợ mới ngay tại xóm Kênh, tại phường Minh Khai, khiến cho người dân lo lắng ảnh hưởng đến cuộc sống và không cần thiết xây dựng thêm chợ. Hơn nữa, khi lấy ý kiến cư dân thì người dân sinh sống trong diện tích dự án chợ không được mời. Sau đây, mời quý vị theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên VTC. Những ngày này, người dân tại xóm Kênh, tổ dân phố Nguyên Xá, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đang lo lắng, bức xúc khi ai tin quận Bắc Từ Liêm lập dự án chợ dân sinh Nguyên Xá được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định số 7122 ngày 16 tháng 12 năm 2019. Thế nhưng, đến cuối năm 2020, phường Minh Khai mới niêm yết lấy ý kiến người dân mới biết thông tin. Vừa rồi thì tôi được biết là đây là do là bà con truyền tay nhau và người ta đến ta nói và bảo tôi là và cho xem cái thông báo của Ủy ban phường ấy là cái sử dụng đất của phường Minh Khai trong đó là do quận chỉ đạo. Thì lấy cái đất ở xóm Kênh làm chợ dân sinh. Đấy mới bảo nhau, mới báo rồi cũng có đưa cái tờ quy hoạch sử dụng đất ấy, của quận, của phường. Thì có nói là bây giờ tại sao lại làm chợ dân sinh. Nên nói là mỗi thôn có một chợ dân sinh. Tôi hỏi là cái chỉ thị này ở đâu ra để bảo của Bộ Công Thương. Thông báo thì nói đúng là đây là chính quyền cũng không thông báo công khai ở trên loa đài và các thứ. Và đưa, tức là chúng tôi là cũng không được thông báo. Đến từng hộ dân là không có, là không được thông báo. Mà tôi thấy là chỉ liêm yết ở trên phường. Nhưng trong thời gian đấy chỉ còn có 5 ngày nữa là hết hạn. Đấy thì tôi thấy nó cũng chả có, không hiểu là
ký định là như thế nào. Theo người dân, việc lấy ý kiến của người dân về dự thảo sử dụng đất năm 2021 không được minh bạch vì gần 70 hộ dân không được mời lấy ý kiến. Như vậy đã không khách quan, không phản ánh thực tiễn nhu cầu lấy đất sử dụng xây chợ Nguyên Xá mà người dân tham gia đến từ tổ dân phố khác như Ngoại Long, Phúc Lý. Chỉ có hai người tại xóm kênh biết tin và nêu ý kiến không đồng tình trong cuộc họp. Còn đối với đại diện Ủy ban Nhân dân phường Minh Khai cho rằng đã thực hiện theo đúng quy trình. Khi họp dân thì cả xóm không một ai được đi họp về cái việc lấy đất ở khu này. Thì toàn những người ở đâu ấy, chứ xem cái danh sách đấy toàn người ở đâu. Và khi xóm có hai người biết tin đấy thì chạy sang thì phát biểu ý kiến. Thì người ta mới cho ý kiến vào là không đồng ý. Người dân muốn là để chữ ký vào đấy để cuộc họp nhưng mà cán bộ cũng không cho ký vào. Mà chỉ có cán bộ ký ở trong cái biên bản cuộc họp đấy thôi. Trước khi lấy ý kiến người dân thì chúng tôi đã niêm yết công khai 30 ngày để mục đích cho toàn dân được biết cái dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Bắc Từ Liêm. Những người dân quan tâm đến dự thảo của kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Bắc Từ Liêm thì người dân đến dự và đóng góp ý kiến. Thì tại hội nghị thì có hai hộ dân nằm trong vị trí của dự án chợ khu kênh thì có mặt tại hội nghị và cũng có ý kiến là đề nghị dừng dự án. Thì chúng tôi tiếp thu và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân quận. Việc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư từ tháng 12 năm 2019 nhưng đến cuối tháng 11 năm 2020, Ủy ban nhân dân phường Minh Khai mới niêm yết lấy ý kiến người dân khiến cho người dân càng bức xúc không đồng thuận. Hơn nữa trên địa bàn phường Minh Khai, chợ Nguyên Xá cũ đang không sử dụng đúng công năng, các kiosk bỏ không trở thành phòng tập thể dục, có kiosk trở thành quán bia. Chợ dân sinh Phúc Lý xây dựng hàng tỷ đồng hơn 3 năm nay cũng đang bỏ không gây lãng phí. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với Trương Tấn Lâm, sinh năm 1978, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Môi trường và Biến đổi Khí hậu thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Quá trình điều tra xác định, Trương Tấn Lâm là Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án, là người được giao nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước cùng với Ban Giám đốc, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động của phòng kế hoạch kỹ thuật của ban, nhưng đã để xảy ra sai phạm trong các hoạt động đấu thầu, nghiệm thu, đề xuất thanh toán gây thiệt hại đến tài sản nhà nước. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban Quản lý Dự án Môi trường và Biến đổi Khí hậu thành phố Đồng Hới. Khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thuận, nguyên giám đốc, Nguyễn Anh Tuấn, trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật, Ban Quản lý Dự án Môi trường và Biến đổi Khí hậu thành phố Đồng Hới về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục Đường dây nóng ngày hôm nay của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp hay những vấn đề mà quý vị gửi về chương trình, chúng tôi sẽ tiếp nhận và sớm có thông tin trong các chương trình tới. Hãy nhớ số điện thoại của chương trình 0868010101 và địa chỉ email đườngdâynóng@vtc.gov.vn. Quý khán giả cũng có thể gửi thư về chương trình theo địa chỉ Đường dây nóng Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.